Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng sớm nay trên khu vực tỉnh có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc có mưa rào nhẹ và dông. Nền nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 31 đến 32 độ, còn độ ẩm dao động từ 70 đến 77%. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết các nơi trên khu vực tỉnh đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nên nhiệt độ và độ ẩm ít có sự thay đổi. Do mưa lớn nhiều ngày qua nên đất đá ngậm nước và bờ nhão, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Để đảm bảo an toàn, người dân và các phương tiện di chuyển qua các cung đường đèo núi nên quan sát từ xa, phòng tránh nguy hiểm tiềm ẩn từ đất đá xói mòn cản trở giao thông đi lại. Còn bây giờ, bản tin xin được tiếp tục với phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa và dông, ngày có lúc có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa và dông, ngày có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, nên nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa và rải rác có dông, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió Nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 31 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.